ngày 8 tháng 2, tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023 với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Lễ giao nhận quân năm nay diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm ấm áp. Tại các điểm giao nhận quân, cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân đã về dự, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, thực sự là ngày hội tổng quân của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Năm 2023, Chính phủ giao chỉ tiêu tỉnh Kon Tum tuyển chọn và gọi 754 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội. Kế thừa truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước, thanh niên Kon Tum đã lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc với tinh thần hăng hái và quyết tâm cao. Trong số 754 công dân nhập ngũ, có 19 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 12 công dân có trình độ đại học và cao đẳng, 4 công dân nữ. Sức khỏe loại 1 chiếm trên 60%. Nét mới năm nay có nhiều công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trong không khí trang nghiêm của ngày hội tổng quân, các công dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã thể hiện quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu, ra sức học tập rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của tuổi trẻ lên đường, đi xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.